Bình tĩnh xử lý tình huống. Để một mình đánh bại nhiều tên địch tiến công cùng lúc, người chiến sĩ phải quan sát, bình tĩnh chiến đấu, ngoan cường, hành động chuẩn xác mới bảo đảm tiêu diệt địch, bảo vệ mình. Đứng giữa đối phương có vũ khí, người chiến sĩ bằng các động tác vào chiến đấu nhanh chóng vô hiệu hóa các đòn tiến công, dứt bỏ vũ khí làm đối phương mất sức chiến đấu. Khi đối phương mất vũ khí mà vận nguồn ngoan cố chống trả bằng tay không, người chiến sĩ chúng ta bằng các vò động tác tổng hợp như đánh địch nhiều đòn, luồn đánh đông bắc đá theo, giằng co giống địch qua đầu, lần lượt đánh bại địch bảo vệ mình. Một lần nữa đề nghị thủ trưởng chúng ta thể các đồng chí cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho màn trình diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát. Luôn tích cực học tập rèn luyện võ thuật, nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, sức bền, động tác nhanh nhẹn, dẻo dai và chuẩn xác. Các vòng lửa có đường kính vòng tròn 0.9m, hình vuông 0.9 x 0.9m. Trước khi tiếp cận vòng lửa, các chiến sĩ thực hiện rèn luyện của các đồng chí chiến sĩ trinh sát. Do có vật cản nên khi vượt qua vòng lửa, đòi hỏi người chiến sĩ phải nhanh chóng tăng tốc độ, quyết đoán thực hiện các động tác đúng thời cơ, độ chính xác cao, không để va chạm vào vật cản. Và khi tiếp đất thì động tác giảm trong bằng hai tay vuốt người để tránh gây chấn thương. Và các chiến sĩ trinh sát chúng ta đang lần lượt thực hiện nhuần nhuyễn nhẹ nhàng các động tác vượt qua vật cản bảo đảm an toàn. Đây là kết quả quá trình rèn luyện kiên trì, bền bỉ, nghiêm túc của cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát. Vâng, vận động viên số 1 nhanh chóng dùng chăn Amiang để dập tắt đám cháy trong khi vận động viên số 2 vượt qua hàng đầu nhất.